Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của mình. Và ngày chúng ta sẽ tiếp tục chơi Minecraft server. Và mình quyết định chơi Skywar. Tôi chả có gì cả. Ok, vô trận. Thì server này mình mới kiếm cũng khá là hay. Nó có khuyến mãi cả ngọc Ender. Ok, chúng ta sẽ qua chứ. Qua giết thằng đầu tiên luôn. Cái này John xin phóng một viên ngọc qua bên em. Phát rồi xong. Đơ mơ. Diamond kìa. Ngồi đó tới anh không cần. Anh có cả một cây kiếm hiện đại hại điện. Nhờ mày đưa diamond không cần đâu. Trong này cúp sắt cũng có. Lấy có diamond. Ok, thì mình đã không chỉnh cái tiếng của cái mà có chỉnh không ta? Thôi mình chỉnh đi. Các bạn chờ mình xíu nha. Mình sẽ quay lại trong chớp mắt. Ok, thì mình đã quay trở lại. Đờ mờ thằng chó đằng kia. Chưa chưa làm gì mày hết nha. Ồ, đang đứng chặt mé làm mấy cái này nè. Đứng đang đứng chỉnh lại cái loa cái nó đứng nó bắn. Bắt nó. Thì mình có ý định là một cái Minecraft mà dạng như của FitzTheBeast á. Nếu bạn nào ủng hộ thì mình sẽ làm. Mình thấy mình định chơi Hungarian Sky. Máy mình thì cũng bóp lắm, chơi nó cũng lát lát. Nếu bạn nào ủng hộ thì comment. Cái thứ nhất, like là cái thứ hai và subscribe là cái thứ ba. Đủ ba yếu tố đó mình sẽ tập 1 sẽ xuất hiện trên YouTube của mình. Bắt cái này đầu hoài nóng ra rồi xong thắng rồi. Vâng, và bắt rơi ra đây hết. Ok, chúng ta sẽ qua hỏi thăm thằng kia. Nếu một cái kiếm diamond chúng ta có thể hỏi thăm thằng đó bất cứ lúc nào. Và hai một. Ok, mình sẽ chưa làm. Thấy không? Nó hay bị mất lại. Ồ, em ơi, đứng lên đó làm gì vậy em? Qua đây đi, anh không làm gì đâu. Đập nát sọ à? Mày đùa tao à? Mày có bóng tuyết à? Ok. Anh không quan tâm mày có cái gì. Mày đùa tao. Đờ mờ nó. Vãi, vừa đang đang định trang bị kiếm cái nó bước vào nó đập chết luôn. Lại là map này nữa. Oh my god. Bất 12 thằng mới được chơi. Ok, 20 giây nữa. Ok, 10 giây nữa. 10 giây nữa chúng ta sẽ được 5, 4, 3, 2, 1 vào trận. What the fuck. Còn hai team à. Mày đùa tao chắc. Fuck. Thôi nó đùa mình thiệt rồi. Rồi hai team. Wow, chuẩn commander. Vâng, chúng ta đã chơi dại và lọt từ trên cao, từ một độ cao nào đó rơi xuống và chúng ta đã mất gần hết máu. Cho nên là mình phải ngồi đến đi kiếm lại, mình đi kiếm đất. Sau đó mình và đã, mình đi dạng như là trong khi chờ hồi máu á, mình sẽ đi kiếm đất. Trời sắp sáng rồi. Cái giật giật. Ok, được. Và là mày trêu tao à? Mày thách tao đấy à? Ok, chúng ta sẽ ở đâu trong cầu đi qua. Wow. À, một em đã số xui.
Nãy giờ chết mấy thằng rồi hả? Ok. Không đủ à? Phát. Nếu như bạn nào thấy mic mình to quá thì nói mình nha. Để giọng nó xuống lại. Tại vì mình sợ là phải dặn như thế này các bạn mới nghe được. Nó cũng khổ. Rồi xong xác định. Ok. Hên. Hồi trước mình đang chơi tự nhiên nó đơ một đột xuất một cái rồi xong luôn. Mày đùa. Ok, chúng ta sẽ đi bắt cua quả luôn. Ok, quá thành công quá được, quá chuẩn luôn. Vâng, và chúng ta sẽ tiến vào trong kia. Tới đi, tới 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 tới. Fuck the hell. Get off lighting off. Mày đùa tao à? What the. Ơ, mình sẽ bỏ qua để nâng ngập này. Ok, mình đâu quay trở lại. Và fuck. Ở mày thấy gì không? Đơ mơ nó kích mình chỉ vì mình hát bay à? Mày đùa. Ok, mày đang đùa. Đơ mơ nó gì? Kevin KZ. Trời ơi. Phát. Phát. Yeah. Phát. Yeah, rồi. Rồi, yeah. Ok, hành quá. Chúng ta không bị mất máu. Chúng ta cần lấy thêm một ít gỗ. Ôi, gỗ. Nó xả thì xuất bếp nó lắc lắc sao? Ok. Chặt luôn cục trên kia. Chặt. Đúng rồi. Bởi ừ. Ok, chúng ta sẽ lấy thanh đóng gỗ dưới này luôn. Không chừa cái nào cả. Sao trong máy map này toàn là một rương không à? Cho khi máy map kia 5-6 cái rương. Mình đang cần cái map đó. Lúc quay không bao giờ ra đúng cái map mà mình cần đó. Phát. Đờ mờ đó. Rồi, yeah, xác định. Yeah, vâng. Và chúng ta đã chết. Trước khi chúng ta nhận biết là chúng ta đã chết hay chưa. Phát. Trời ơi. Đời nó khổ và là. Má này nó. Mày đùa tao à? Mày đùa tao à? Fuck. Fuck you bitch. Dạ, vâng, ok. Mình bảo mình đi xuống dưới rồi chứ. What the fuck? Chả có nhiều người chơi cho mấy. Yo, what the fuck? Lại nữa à? Chắc mày đang đùa tao. Server lắc như thánh. Tại sao mình vẫn đâm đầu vào mình chơi nhỉ? Mày cứ nói lắc như thánh, vẫn cứ đâm đầu vào chơi. Wow. Mình giỏi vật cờ. Đầu tiên chúng ta sẽ phải phóng ngọc Ender bay qua bển. Tầng này là đủ. Fuck yo. Đờ mờ nó không phục. Đờ mờ. Ok. Ok. Mày đừng bắn nữa.
Bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi, đừng ngại ngùng. Bắn đi, bắn đi, bắn đi, đừng ngại ngùng. Ok. Mày bắn tao được lắm cung. Ha 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 ha. Yeah, vâng, vào map này chúng ta có được con. Ok, mình sẽ kết thúc tập này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong phần sau, và mình mong sẽ thắng. Fuck, hận đời lắm rồi, không quay nữa. Tập này mình sẽ làm ngắn thôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người, mình sẽ đi tự tử. Ok.